Hiện trường tang hoang sau vụ nổ khiến 3 người bỏng nặng ở Hà Nội. Kèm theo đám cháy đang bùng phát dữ dội trong tiệm sửa xe máy là những tiếng nổ như pháo vang lên liên tiếp. 3 người bỏng nặng sau vụ nổ, còn nơi xảy ra hỏa hoạn tang hoang. Khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 12, một cửa hàng chuyên sửa chữa xe máy cạnh số nhà 178 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra vụ cháy, nổ lớn. Một tiếng sau vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng xác định có 3 người bị bỏng, đang được cấp cứu tại cơ sở y tế trên địa bàn. Những nhân chứng ở hiện trường cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó là ngọn lửa kèm khói bùng lên tại cửa hàng sửa chữa xe máy. Người dân ngay lập tức gọi điện báo cơ quan chức năng. Theo ghi nhận Dinh News, cửa hàng sửa chữa xe máy số 176 Hoàng Công Chất tan nát nát sau vụ nổ, nhiều biển quảng cáo vỡ vụn, văng ra mặt đường. Một số ngôi nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Trước đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an quận Bắc Từ Liêm đã tới hiện trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành phá dỡ các bức tường để tiếp cận ngọn lửa để chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Khung cảnh hoang tàn của cửa hàng sửa chữa xe máy. Nơi đây có diện tích mặt hàng chục mét vuông, mọi thứ trong cơ sở bị sức ép của vụ nổ thổi tung. Bên trong là các tấm tôn, vật dụng khác vương vãi, nằm ngổn ngang khắp nơi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.